Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở một cái nơi mà đã gắn liền với một cái câu ca dao. Câu ca dao đó nói lên những cái điều về lịch sử, nói lên về những cái truyền thuyết của cái đất xứ Lạng. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có làng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, tiếc công bác mẹ sinh thành ra em. Thì đó chính là cái nơi đã tạo dựng lên một cái khối đá mà trong cái truyền thuyết, trong cái lịch sử đã nói lên về cái làng Tô Thị này. Thì ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở đây, và bây giờ thì Sơn mời tất cả quý vị và các bạn theo chân Sơn để chúng ta lên bên trên cái núi đá mà có cái hình tượng hòn đá làng Tô Thị đó, để xem là thực tế như thế nào. Thì mời các bạn theo chân mình nhé. Khi chúng ta đi lên trên chỗ cái tượng đá của làng Tô Thị này á, thì ở phía bên tay trái, ở phía Sơn đi lên đây, thì đó là bên cái dãy núi đá của làng Tô Thị. Còn sang phía bên tay phải thì đó là thành cổ các bạn ạ. Thì hôm nay thì Sơn sẽ khám phá ở khu vực làng Tô Thị các bạn nhé. Đây rồi các bạn ơi, cái phía trước mặt màn ảnh nhỏ các bạn đang xem đây ạ, thì là chính là cái lối đi lên thành nhà Mạc, gọi là thành cổ đấy. Đấy là một cái kiến trúc quân sự của từ thời xưa. Thì ở bên kia nó có một cái biển ghi về cái lịch sử, về cái lịch sử của thành nhà Mạc. Thế còn cái phía bên này như các bạn quan sát thấy đây, đây nó có một cái lối đi nhỏ để đi lên cái vách đá trên cái núi đá bên trên kia. Thì đó chính là lên chỗ bức tượng đá làng Tô Thị các bạn ạ. Thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ đi sang bên khu vực phía bức tượng đá của làng Tô Thị này nhá. Thế sau đó là thời gian mà còn sớm thì Sơn sẽ đi sang bên thành nhà Mạc nữa các bạn ạ. Thì cái lối đi lên chỗ bức tượng đá làng Tô Thị này ạ, thì nó kiểu nó vẫn là theo một cái đường nối đá tự nhiên thôi. Cái đường đi ở đây thì nó cũng khá là khó đi một chút, thì chúng ta sẽ cố gắng đi lên bên trên để Sơn ghi lại những cái hình ảnh ở nơi đây. Và ở đây thì nghe đâu thì cũng có thể sử dụng được flycam ấy, thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để Sơn bay flycam và ghi những cái hình ảnh tuyệt vời nhất ở nơi đây các bạn nhé. Cái lối đi lên này thì thực ra thì nó cũng vẫn khá là khó đi các bạn ạ. Vì ở đây người ta cũng kiểu không làm về những cái bậc lên xuống đâu. Mà ở đây là vẫn đi theo cái lối đi tự nhiên thôi. Theo cái đường kiểu như là dạng đường mòn đấy các bạn ạ. Ôi, ở bên trên này thì thực sự là đi bộ lên những con đường này cũng khá là mệt. Bởi vì trong một cái quá trình Sơn đi từ dưới chân lên cũng đi một vài trăm bước bậc thang rồi. Bây giờ lên trên này thì cũng khá là đẹp khi mà chúng ta quan sát xuống bên dưới. Đây rồi các bạn ơi, sau một hồi đi bộ thì Sơn cũng đã đi lên đến nơi. Và đây chính là bức tượng đá. Bức tượng đá này thì cũng đã được tôn tạo các bạn nhé. Theo như Sơn quan sát thấy ở đây thì nó cũng có một phần được tôn tạo rồi. Bởi vì theo như cái truyền thuyết lịch sử thì trước kia đây là một cái gọi là một cái tự kiểu như là cái tượng đá vôi ấy. Nhưng mà theo cái quá trình thời gian cũng như là sự tác động của con người, cho nên là đến bây giờ thì nó cũng không còn được nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Và đã có sự tác động của con người đến rồi, và đã có sự tôn tạo đây. Như các bạn quan sát đây là đã có kiểu được chắp vá lại nữa ấy. Đây Sơn sẽ quay gần hơn một xíu để cho các bạn xem. Đây đã có sự chắp vá lại rồi, có nghĩa là có sự tác động của bàn tay con người vào đây rồi các bạn, chứ nó không được còn nguyên vẹn như ngày xưa. Theo như cái sự tìm hiểu biết của Sơn và tìm hiểu về bức tượng làng Tô Thị này, thì ngày xưa nó là một cái khối đá vôi.
Và sau có nghĩa là sau một quá trình gì đó nó tác động về về cái vấn đề của con người là nghe đâu là thân nhớ mang máng là nghe là về kiểu như là có sự nổ mìn ấy, thì nó đã ảnh hưởng và rung động đến bức tượng này và sau này thì người dân đã tu tạo lại. Khi chúng ta đứng ở phía trên cao này, cụ thể là cận kề sát với cả bức tượng làng Tô Thị này, thì chúng ta có thể quan sát được xuống hết khu vực thành phố của là Lạng Sơn. Đây như các bạn quan sát đây, đây là bên dưới khu vực thành phố, còn phía đằng bên sau của núi kia nữa kìa, thì đó là khu vực thành phố của Lạng Sơn. Và bên dưới này thì đó là những cánh đồng hoa, người dân trồng hoa và trồng ngô lúa cây màu các bạn ạ. Ở trên này thì một sức gió cũng khá là mạnh cho nên là trên này có thể là nó sẽ hơi bị ồn ào một chút. Đây, phía bên này thì chính là trung tâm thành phố của Lạng Sơn các bạn nhé. Ở trên này chúng ta cũng có thể là quan sát được toàn cảnh ở bên dưới thành phố Lạng Sơn cũng rất là đẹp. Đây, Sơn có thể đi sang phía bên này và Sơn sẽ lấy một cái góc quay khác nữa cho mọi người xem. Thực ra đi ở phía này thì nó cũng khá là nguy hiểm. Đi cái như các bạn xem này, cái đường đi nó sát với cả 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 vách núi ở bên dưới này thì nó là vực rồi. Lên khá nguy hiểm thì thôi. Có khi là Sơn sẽ chỉ đứng ở phía này và Sơn ghi lại cái hình ảnh ở phía xa xa kia cho các bạn xem. Và Sơn sẽ ghi thêm hình ảnh từ trên cao xuống nữa để quay được toàn hình ảnh của làng Tô Thị đang bồng con đứng chờ ở nơi đây các bạn nhé. Đây, phía này nếu mà chúng ta đứng ở cái góc này thì chúng ta có thể hình dung, thấy là bức tượng đá làng Tô Thị đang bồng con đứng chờ. Đây, sân cận cảnh như thế này nếu các bạn nhìn nhé. Đây các bạn nhìn và có thể chúng ta tưởng tượng và hình dung. Thì đây vốn dĩ thì bức tượng cũng đã được tôn tạo lại một phần rồi. Cái nét tự nhiên thì nó cũng không còn được nguyên như xưa nữa. Đây như các bạn, Sơn sẽ giữ ở góc quay này một lát để cho các bạn tưởng tượng, hình dung xem có giống làng Tô Thị một bà mẹ đang bồng con đứng chờ, chờ chồng các bạn. Với cái lịch sử này thì các bạn có thể là check thêm trên các thông tin đại chúng, trên Bác Google thì có thể là check thêm và tìm hiểu thêm nhé. Còn cái hình ảnh thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để Sơn ghi lại cái hình ảnh đẹp nhất ở nơi đây cho các bạn xem đâu. Có lẽ là trong cái vị trí mà Sơn đang quay về bức tượng đá của làng Tô Thị đang đứng bồng con đứng chờ ở đây ấy, thì Sơn xin phép không quay được từ trên cao xuống và quay từ xa ở bên ngoài ra cho các bạn xem được rồi. Bởi vì khu vực này gió khá là mạnh luôn các bạn ạ. Thì vừa nãy thì Sơn cũng có bay thử flycam nhưng mà thực ra cái flycam của Sơn không thể cản nổi gió ở đây vì cái mức hút gió ở đây nó quá là mạnh. Cho nên là hình ảnh nó sẽ bị rung lắc lắm. Thì thôi chắc là Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh của làng Tô Thị đang đứng bồng con đứng chờ ở nơi đất xứ Lạng này như thế này thôi, chỉ được như vậy thôi. Và có lẽ là Sơn sẽ đi sang khu vực bên khu thành cổ các bạn ạ. Sang bên đấy thì Sơn sẽ ghi thêm những cái hình ảnh bên đó và xem là về những cái di tích lịch sử của con người Việt, của đất nước Việt chúng ta từ ngày xưa, từ ngày xa xưa. Nó có những cái điều truyền thuyết, những cái điều hay gì thì Sơn sẽ cố gắng Sơn ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất và về những cái lịch sử của con người Việt, đất nước Việt chúng ta nhé. Và bây giờ thì chắc là Sơn sẽ di chuyển sang khu vực bên thành cổ đấy các bạn. Khi chúng ta mà đi ở bên cái phía cái núi đá của làng Tô Thị mà chúng ta có thể là nhìn sang được bên thành nhà Mạc, thành cổ các bạn ạ. Kia phía xa xa kia thì các bạn có thấy là một số những cái chóp của núi đá, những cái chóp núi đá đó chính là khu vực bên thành nhà Mạc, thành cổ đấy các bạn. Thì bây giờ thì Sơn đang di chuyển sang bên khu vực đó và Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh bên thành cổ, thành nhà Mạc để truyền tải về cho các bạn xem.